Good this morning. Cha Nguyễn Khắc Thi là thành viên của Tứ hội Sung Bích, Kính Dòng Hoa Kỳ. Theo học tại Đại chúng viện San Patrick Menlo Park, cha chịu chức cho giáo phận Oakland năm 1997 và gia nhập Sung Bích năm 2000. Cha tốt nghiệp tiến sĩ thần học tiến lý Đại học Giáo hoàng Gregorian Roma và hiện là giáo sư thần học tiến lý tại St. Mary's Seminary and University, Baltimore. Father He Nguyen is a Salvation priest ordained in 1997 and a theologian. He received his doctorate from the Gregorian University in Rome, and now he's on the staff of the faculty of St. Mary's Seminary and University in Baltimore, Maryland. Let us stand. And now let us ask for God's blessing upon our brother, Keith.